Cái lý do mà tại sao mà ghe độc người ta đóng bằng cây á, do cái chiếc ghe độc bằng cây á thì chạy nó ít có lắc hơn là ghe sắt ha. Chứ thì một cái nữa là cái tỷ lệ cá chết nó không có cao bằng cái ghe sắt. Ghe sắt thì nó nóng hơn các bạn, nó nóng hơn cái tỷ lệ cá chết nhiều hơn. Chiếc ghe rất là lớn nhưng mà mình chỉ để có 3-4 tấn cá thôi, tại vì nếu mà mình để nhiều quá thì cái không gian vị trí của nó bị chặt hẹp á, thì cá nó bị giống như nó va chạm, nó đâm đụng giống các bạn. Kiểu bị ùn tắc giao thông, nó va chạm đâm đụng giống á thì nó cái tỷ lệ cá chết nhiều hơn, bởi vì anh chỉ để là 3-4 tấn cá thôi. Wow, ôi giống như xe lửa luôn. Ôi đẹp, ôi đẹp nè, ôi sáng nước luôn, quá dữ. Trời ơi sống kìa. Ôi chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời các bạn, nên ở bên chỗ xưởng, chỗ khu vực ba tiệm để mà quay cho người xem cái cách hạ thủy ghe độc ha. Cái chiếc này thì có chiều ngang là 7m5, chiều dài là 24m5, vành chiếc này thì 9m8 ha các bạn. Chiếc này thì chở 34 tấn cá, chiếc này ghe độc chuyên chở cá cha hoặc là cá ba sao đó, vận chuyển từ hầm cá này đến chỗ công ty mà làm cá để mà sản xuất ra nước ngoài hoặc là làm cá chả chiên cho người ăn đó. Chiếc này thì đóng công 8B4 ha, còn con lươn hình như là tới 8 phần nè các bạn. Chiếc này rất là cứng, đặt cái máy là Mitsu. Chiếc này đa số bây giờ thì ghe thì đóng toàn bộ là cây sao các bạn. Chiếc này thì đóng bao nhiêu tháng nãy mình quên hỏi nữa ta. Đây là hình dáng ghe đục nè, chung là mẫu rất là đẹp ha. Bây giờ đa số là ghe cây chỉ còn đóng ghe đục nữa thôi các bạn, chứ hàng khô thì không còn nữa. Hàng khô là không còn chỗ mà đóng ghe đục nữa ha các bạn. Bây giờ không còn chỗ mà đóng bằng ghe cây nữa. Nên để bây giờ mà kiếm được những chỗ mà đóng ghe cây mà để mà quay gỡ đến cho người xem như thế này thì nói chung là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tại vì bây giờ đa số là sắt thịnh hành, nên bây giờ cho người ta chỉ đóng sắt thôi các bạn. Còn cây có bây giờ thì nói chung nó cũng hiếm lắm. Nên cái giá trị ghe cây với ghe sắt thì nó chênh lệch rất là cao. Nên người ta bây giờ thì đóng sắt thôi. Tại vì ghe đục khi mà còn cái lý do mà tại sao mà ghe độc người ta đóng bằng cây á, thì cái thứ nhất là do cái chiếc ghe độc bằng cây á, thì chạy nó ít có lắc hơn là ghe sắt ha. Chứ thì một cái nữa là cái tỷ lệ cá chết nó không có cao bằng cái ghe sắt. Ghe sắt thì nó nóng hơn các bạn, nó nóng hơn cái tỷ lệ cá chết nhiều hơn. Bởi vậy thì cũng hồi lúc là mấy ảnh cũng đã có nghiên cứu ra để mà đóng mình đâu mình đếm thôi cũng tầm khoảng là 3 chiếc hay là 4 chiếc ghe độc bằng sắt vậy đó. Nhưng mà thấy hình như là không hiệu quả nên mấy phần đó thì anh tạm ngưng ha. Hiện tại thì vẫn còn chạy, nhưng mà không có phát triển nó lên nữa các bạn. Mấy anh, nói chung là mấy anh thợ cũng đã thử rồi nhưng mà không đạt hiệu quả. Nên tiếp tục lại chơi vô cái truyền thống này nữa thôi, thì là ghe độc bằng cây. Bây giờ thì muốn coi đóng ghe thì chỉ còn đóng ghe độc thôi các bạn, chứ còn hàng khô thì nói chung là không còn nữa rồi. Bây giờ thì đi ra phía ngoài sao cho người xem ha. Giá trị hiện tại mấy chiếc ghe độc bây giờ đóng thì tầm khoảng 2 tỷ ngoài các bạn. Bữa hả mình hỏi mấy ở dưới kia thì mấy anh chủ ghe anh nói thì tầm khoảng 2 tỷ 2 ha. Nhưng mà không biết là bây giờ thì giá thành sao, tại nhiều khi là cây sắt lên xuống á. Đây còn đây là cái ngoài sao, ở ngoài sao đuôi lái nè. Mũi lái như nhau các bạn, không có khác gì trơn. Cái này là kiểu An Giang ha. Kiểu chợ mới An Giang. Còn nếu mà kiểu Bình Hòa thì sẽ có thêm một cái mặt trời nằm ngay đây nè các bạn. Đây mặt trời nằm ngay đây là kiểu Bình Hòa ha. Còn đây là những hoa văn chi tiết của bên ghe đục này. Hạ thủy ghe đục như thế này thì anh xài là bị đũa nha các bạn. Đó, không có xài phao, xài bị đũa. Anh đang chuẩn bị ở bên bển là đường gầy nè. Dàn bánh lái nè các bạn. Bánh lái thì anh tháo ra sẵn ha. Anh tháo ra sẵn như thế này để mà chút xíu nữa xuống nó được gọn gàng hơn, rồi chừng nữa anh nhớ gáp sau vô phần chân vịt sau. Nói chung là bánh lái ghe độc thì các bạn khỏi nói rồi, giống như là cái buồng ngựa vậy các bạn, giống như cái giường ngủ vậy. Cây sao nè anh ốp vô nè, kiểu cọ rất là đẹp ha. Cái này nữa anh còn sơn lên nữa, quay văn chi tiết đâu các kiểu. Còn cái phần ở dưới này anh lắp nhôm là cái phần này nằm ở dưới nước ha. Anh lắp nhôm để bảo quản cái cây mình được lâu hơn, nó không có bị thấm nước vô cái bề mặt cây. Ở trong này thì sẽ có là mỡ bò và chai hồ và giấy dầu, là ba lớp đó. Xong bắt đầu cái mới ốp nhôm lên đóng đinh để bảo quản cây rất là tốt ha.
là chiếc ghe mình xài có thể là mấy chục năm luôn, nhưng mà mấy thằng này là ít khi nào mà hư lắm, đặc biệt là những cái dàn lường. Mấy cái dàn lường là ảnh cũng ốp nhôm như thế này các bạn, nhôm này thường thường là 10 gem đến 12 gem ha, ở bên ghe đóng theo là cái hộp vuông. Vuông này hình như là 4 phân hay 5 phân nè. Các bạn thấy rõ không? Đây. Cái con lươn nước là 8 phân nha các bạn. Con lươn nước là cái miếng mà dày ra nè. Đây cái miếng này này. Miếng này là 4 phân, miếng này là 8 phân. Tại vì có những cái con lươn nước như thế thì nó mới kiềm cứng chiếc ghe được ha. Đây sau khi mà hoàn thiện thì anh chét chai ghe Mỹ tỉ mỉ như thế này ha. Chiếc ghe này là sẽ có hai phao nha các bạn, phao lái và phao mũi, còn chiếc giữa thì là xả nước tự do, kiểu như tràn qua tràn lại, đừng cho thêm cái đó cả, là kiểu như là khi mà ghe chạy các bạn, nước nó sẽ trao đổi nước để mà cái con cá trong chậu nó được mát hơn và đầy đủ oxy chứ nó không có bị ngợp ha. Đây là cái dàn bị đũa nha các bạn, thì ảnh sẽ buộc hai cái cọng dây vô ở ngoài sau cái tiếp tầm bùa để chút xíu nữa là nó lôi đi nguyên một cái đường gậy như thế này nè, nó không có bỏ, kiểu giống như là một cây còn ở lại một cây đi ha. Đây mạng nước đây. Ủa anh ơi, cái này mình đóng mấy tháng ta? Cái này thường thường đóng mấy tháng mới gọi anh? Không biết luôn hả? Anh bên đội Hà Thủy hả? Bên Hạ, còn bên Mộc kìa, lên hỏi bên Mộc. À bên Mộc bên Hạ khác ha. Còn đây là cái chớn nước nè các bạn, tám tắc cái này anh vẽ ha cho nó đẹp, chứ thêm cái nữa là bên đăng kiểm thường người ta bắt buộc cái khoảng này. Đây là cái phần giò gà la ký nè, ở đây thì cái kêu bằng cái hộp kia để mà mình kèm cái tiếp tâm bua lại đi nớ sao để không nó bị rung các bạn. Nó cái hộp đó thì bằng sắt ha, ở lộn bằng cây, còn cái giò gà thì bằng sắt sắt bản, và đầu cái ảnh mới thổi với đá ốp lại. Mà cái này là tính toán giữ trời lắm nha các bạn, tại vì cái này là không thể là kiểu như là mình để sắt thẳng rồi mình vô tới đâu mình thổi tới đó đâu. Cái này là ảnh đưa căn chỉnh kiểu như là ga băng vẽ trước rồi mới đem lại chỗ giống như là có điều kiện á, đầy đủ cơ sở á, để mà uống những như thế này đi gan gì luôn, về rồi chỉ gáp vô là vừa ngàm vừa khớp luôn các bạn. Cái giò gà này tính toán cũng đau đầu lắm nè. Còn đây là cái la ký, cái này chừng nữa anh còn bỏ vô đây một cái bạc thun nữa để cho nó kèm lại nó không bị rung lách. Ở ngoài sau này có một lỗ nước nè các bạn, cái lỗ này là có thể là cái lỗ mà để mà xả nước vô hầm phao á, hoặc là mình nghĩ là mình đoán là vậy. Còn đây là những cái ốc nền mái nè, ốc của nền mái thì được bảo vệ ha, bảo vệ đừng có cho nó gỉ nhớt kỹ như là nghỉ nước vô các bạn. Là ký thì bắt thẳng lên be. Ở bên đây là cái con gùa nước nè, gùa nước ảnh ốp hợp bảo vệ bằng cái inox ha, cái miệng sẽ quay ra làm sao, tại vì khi mà mình chạy tới thì nó sẽ vuốt như thế này, nó nước nó sẽ vuốt như thế này các bạn, cái miệng quay ra làm sao đừng nó đủ nước nó hút vô. Tại vì nếu mà các bạn quay cái miệng ra trước thì chạy lục bình gán ghép gì đó nó lọt nó chặn miệng gì nè, là bắt đầu cái là mình bị ngạt luôn, nó không có lên nước ha. Ở ngoài trước này giống như là cái khí động học vậy, chạy gió đồ. Còn ở đây là một lỗ này là thả nước vô trong hầm hàng nè các bạn, khi mà ghe nổi ha, chạy vô tới chỗ mà hầm cá tra rồi đó, bắt đầu cái mình mở nắp ở trên chảnh xả nước vô, mà xả nước vô đục đầu cho ghe nó khẩm xuống, cho ghe nó khẩm xuống tới đây, bắt đầu nước ở ngoài này tràn vô, cái nữa là lên qua khỏi chụp đầu công là tới tải luôn á, tới tải là vừa, bắt đầu cái mình thả cá vô ha. Chiếc ghe rất là lớn nhưng mà mình chỉ để có 3-4 tấn cá thôi, tại vì nếu mà mình để nhiều quá thì cái không gian vị trí của nó bị chặt hẹp á, thì cá nó bị kiểu giống như nó va chạm nó đâm đụng giống các bạn kiểu bị ùn tắc giao thông, nó va chạm đâm đụng giống á, thì nó cái tỷ lệ cá chết nhiều hơn, bởi vì ảnh chỉ để là 3-4 tấn cá thôi, chia khoảng vị trí cho được rộng thoải mái con cá trong chổng các bạn. Rồi thì mà anh đang chuẩn bị vô dây mũi, vô dây lái rồi sạn sẵn hết trơn ha. Sẵn đang đẩy. Dạ, sẵn sẵn đẩy. Hôm nay 9 giờ hả chú? 9 giờ đúng 9 giờ. Dạ đúng 9 giờ xuống luôn. Vô kẹt gì đó ơi. Kẹt gì đây? Ngày đẹp thì phải giờ cũng đẹp luôn nha các bạn. Đẹp, gọi ghe đẹp luôn, gọi làm ăn phát đạt luôn, đẹp luôn. Sang năm đóng thêm cặp nữa. Còn ngoài mũi này thì ngoài này mắc nguyên cái dàn giáo nên bởi vì chưa có quay kỹ cho người xem nữa ha, tại vì nãy anh để dàn giáo để cẩu cái máy bơm nước trên chở đó, cẩu máy bơm nước đem lên chở đó các bạn. Giờ đi lên trên mũi cho người xem ha. Chiếc này thì chạy Mitsubishi A6SB các bạn, hộp số 4 tua và chân vịt 1m3 3 cánh, chân vịt để đây nè.
mấy phần này chừng nào xuống nước thì anh mới gắp vô. Nên anh tháo ra từng món. Ủa tháo ra từng món cho nó nhẹ kéo lên đi vậy. Ừ. Anh tháo ra từng món cho nhẹ kéo lên ha. Bố nè các bạn. Bố để bên đây. Tại vì cái hầm máy của ghe đục nó rất là nhỏ các bạn. Vị trí không gian của nó là vừa đủ cái máy thôi. Nên mình phải ở nhà luôn mà. Tự làm luôn. Cái này đâu chùm lại ha. Để thôi ba cái mặt cưa ba vớ rồi nó bay dính các bạn. Đi vô chung cáp rồi. Để đây đi. Chung cáp luôn. Đây chiếc ghe nè. Dòm rất là đẹp ha. Ở trên này thì chừng nữa anh sẽ vẽ một cái tên ở đây. Vẽ kiểu như là tên ghe các bạn, kiểu giống như là tên mình đó. Hình như là chiếc này, hình như là để mình coi thử coi là chiếc này là Hiệp Tài 8 nha các bạn. Rồi chừng nữa là anh sẽ vẽ cái tên Hiệp Tài 8 nằm ở đây, điểm này nè. Dòm cho nó hoa văn chi tiết nó đẹp. Ghe đục là dòm giống như là cái nhà vậy các bạn, không khá gì cái nhà. Nó đầy đủ tiện nghi hết trơn. Chừng nữa là có giường chiếu rồi máy giặt, máy lạnh rồi tủ lạnh đồ đầy đủ hết trơn các bạn. Tại vì cái vị trí không gian của ghe đục nó rất là rộng ha. Với thêm một cái nó là sạch sẽ, không có giống như bên Hàng Khô nó bụi bặm các bạn. Ghe cá thì chở là không có bụi bặm. Với thêm các bạn dòm nè, cái chiều ngang là lớn hơn cái nhà đó. Tại vì chiều ngang của chiếc này là hình như là 7,5 m vậy đó. Cái bụng lớn nhất các bạn 7,5 m không anh? Cái nhà mình thường thường cắt là chỉ có 5,5 m hoặc là 6 m thôi các bạn. Còn chiếc này là dài, chiều ngang là 7,5 m ha. Nó rộng hơn cái nhà đó đó. Tại vì mình không lên phòng thôi, chứ lên phòng nó lớn dữ trời lắm các bạn. Ở trong này là chừng nữa anh sơn PU nữa nè. Nè, cái đồ sạch anh đã sẵn rồi nè. Dàn sạp ở phía bên sau hầm máy. Quá đẹp. Chiếc này chắc tầm 2 tỷ ngoài quá. 2 tỷ ngoài gần 3 tỷ quá. Cúc máy đâu người ta? À, cái này là hầm trước. Hầm này là hầm, không phải hầm máy nha các bạn, hầm này là hầm đục. Để đi xuống đây cho người xem bộ công cái luôn. Đây, dàn công nó đi rất là đẹp. Thế là tuyệt xảo luôn các bạn. Cái ống này là chừng nữa là để anh đâm một cái lúp bơi đi xuống dưới. Cái ống này nữa là bơm nước ra ha. Ở trong này là sẽ có một cái máy phụ. Chiếc này thì thường thường là sẽ có một máy chính và một máy phụ nha các bạn. Máy phụ để dành bơm nước. Bơm nước khi mà mình lên cá rồi. Lên cá rồi đồng cái mình bơm nước ra. Để mà ghe nổi chạy đi lại chỗ điểm nhận hàng. Chứ mình để ghe khổng chạy nó nặng dầu lắm. Còn bên đây là cái khu vực hầm máy. Cái sạp cái bếp hết trơn, người ta dỡ được không ta? À dỡ được. Đây máy chưa vô ha. Đi hai cái đũa sẵn rồi. Nền máy ghe đục thì nói chung là nó gọn gàng luôn các bạn. Nó vừa đủ à, chứ nó không dư không thiếu ha. Tại vì mình phải hút hầm lại. Chứ nếu mà mình đẩy cái hầm máy rộng quá thì nó bị nổi lái. Cái lượng nước nó tràn không đều á, nó bị nổi lái. Bởi vì cái hầm mũi và hầm lái là anh phải canh cho chuẩn mới được. Là xuống nước của đầu cái là chiếc ghe mà nó vừa luôn. Giờ nó rất là đẹp. Má không dám đã ghê đó. Đây. Không dám vậy. Ủa má này. Cái máy này là máy phụ nè, máy này để nữa bơm nước nè. Còn đây là hộp số. Ủa con máy chưa đem xuống hả anh? Còn cái trên đang đem xuống. Thôi đem xuống luôn hay là đẩy xuống nước mình mới đem xuống? Đem xuống rồi. Cái máy lớn chút đem xuống nước rồi mới đem xuống. Còn cái nhỏ đem trước. Dạ dạ. Bây giờ trên trời mà anh đã gọc bao cát lấy gói nời ra ha các bạn. Cái bao này là giống như là cái phao vậy. Tại vì nếu mà mình chiêm cục cây thì mình không thể nào mà lấy ra được. Nhờ có cái bao cát như thế này, khi mà mình cần lấy nời ra mình chỉ cần gọc bao và mổ ruột nó ra các bạn, thì sẽ lỏng mình ha. Lỏng mình mới lấy nời ra được. Rất là ok rồi. Bây giờ chỉ cần là gọc hai bên nữa là xong. Ở bên đây thì mà hai người một bên ha. Đó, hàng ảnh cũng đang cố gắng làm việc kìa. Giống như là đào hai chuột vậy. Rồi đem lại ra. Mấy cây này là mấy cây dụng, khi mà mình cắt cong cắt be ra nó còn dư nữa các bạn, thì mình tận dụng nó mình làm gói nời ha. Đó đem ra. Giờ ngoài trước mũi chỉ cần xả dây hoặc là đẩy nhẹ một cái là ok đó các bạn.
mọi thứ đều hoàn hảo hết trơn rồi. Giờ chỉ đợi chờ đợi giây phút mà phải nói là quan trọng nhất thôi. Cái chân vịt thì anh lôi lên trên này luôn nè, anh để lên trên cái dàn sợi ở trên, để nữa thì xuống nước mình gắn vô nè các bạn. Đây chân vịt này hiện tại thì chưa có ốc tấp ha, nên bây giờ thì anh không dám gắn vô, tại khi xuống nước thì cái chân vịt này cái tốc độ ghe đi xuống nhanh á, thì nó kiểu như là nó xây cánh chân vịt các bạn, sợ nó bị tuôn ra ngoài, nó bị gớt chân vịt. Bởi vì anh đem ra ngoài trước, rồi chút xíu nó xuống nước anh mới gắn vô sau. Cái này ở dưới chỗ này thì chú này đang đứng đây để mà canh ghe ha, canh ghe để mà coi coi là có ghe cộ gì không. Ở đây một anh nữa nè, là hai anh. Đó, giờ bị ngoài trước, hình như là đang đổi ngoài trước nè các bạn, đổi mũi lên là chạy xuống á. Quá đẹp các bạn ơi, phải nói là ghe đục này, mẫu ghe đục này chỉ có miền Tây thôi ha. Đa số hầu hết là mình đi ra rất là nhiều nơi, giống như là Sài Gòn, Vũng Tàu đó, thì không bao giờ thấy những mẫu ghe như thế này. Chỉ có ở trong miền Tây mới có những mẫu ghe như thế này thôi các bạn. Chuyên chở cá cha, cá ba sa để mà vận chuyển từ cái nơi đó xuống rồi, xuống rồi. Wow. Ôi, giống như xe lửa luôn. Ôi đẹp. Ôi đẹp nè. Ôi sáng nước luôn, quá dữ. Trời ơi sống kìa. Ôi. Rồi con dây giật vô. Thôi chạy vô. Ôi. Chạy vô. Không sao, cạn rồi. Trời ơi giống như phim hành động vậy trời. Quá đẹp, tuyệt vời, xin chúc mừng anh chú ghe luôn ha. Là bây giờ ảnh đằng đẵng thì anh lội ra để mà anh vớt cái phần bị đuổi vô ha. Thì do cái con sông này thì chiều ngang nó rất là nhỏ các bạn. Đây các bạn, giờ bên bển là nhà sàn đồ của người dân rồi rất là nhiều ha. Thì trước khi hạ thủy thì đội hạ thủy người ta đã tính toán buộc hai cái cọng dây mang cá dây tiền ở ngoài trước mũi các bạn, để khi vừa xuống là gần tới bên kia là dẫn dây giật vô liền, tính toán là kỹ lưỡng ha. Quá đẹp luôn chú ơi. Dưới thêm một cái nữa là dây là phải đạt chất lượng nha các bạn, dây mới đàng hoàng chứ không thể nào mà xài những dây cũ được, tại vì cái chấn chiếc ghe xuống phải nói rất là kinh khủng, giống như là đoàn tàu lửa chạy vậy. Thôi hồi nãy mình đứng ở trên đây đâu rồi, nãy mình đứng ở trên cái chỗ gốc cây này, quay cho người xem nè, sóng quýnh lấy là lên ướt trơn luôn nè các bạn. Hồi nãy chạy xuống mà sợ luôn, nãy sợ sóng quýnh cũng cây sợ té xong luôn tài. Quá tuyệt vời ha, thì cũng xin chúc mừng cho anh chủ ghe ha, chúc anh ấy thì mà ngăn phát đạn làm sao là có thể đóng thêm nhiều chiếc như thế này nữa. Hiệp tài 8 các bạn, hiện tại thì 8 chiếc rồi, năm sau mình đóng thêm 2 chiếc nữa là 10 chiếc chẳng ha. Nó ve thẳng dây xong nó chạy vô cái ẹt đá ghê ha bạn, đưa mũi vô trong này cạn ngay đầu bánh lái luôn nữa, đem bánh lái ra gấp luôn. Mẫu rất là đẹp. Rồi vậy là đã hoàn thiện ha bạn, giờ chỉ còn làm trang trí lặn giặt với gắp máy rồi nữa thôi là có thể là hoạt động rồi. Rồi thì có lẽ cái video của mình cũng xin tạm dừng ở tại đây ha. Còn cái đội anh Hà Thủy thì chuẩn bị dẹp cái này, đứng mình chuẩn bị ghim lô một chiếc khác nữa. Đây. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Hẹn các bạn ở clip sau.